Thì tôi xuống, thực sự rất là lo lắng luôn. Không biết là chuyện gì thế ra hết. Rồi, cô cũng hỏi tới lại tới cầu nguyện nữa coi. Bây giờ cô biết tu đâu, cô không biết gì trên, cô trên trời cũng làm cho nào cô làm đâu có điện, tôi có quyền đó. A Di Đà Phật, bác đi tái sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Bất tử tại mà tái sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Con không có đâu nữa. Mà đi dặn đâu rồi mà mỗi chỗ ba cái gì tôi làm gì sao có được? Bác tự chùa tu hỏi tu đâu không biết tu đâu. Nam mô A Di Đà Phật được rồi. A Di Đà Phật tiểu tăng đi ra. Không biết đâu, giờ bà lấy lại rồi bà lại cứ thường vậy đó. Con là con đang trọng để con cho ngoài nãy giờ đó. Cô đi với ai không biết nữa. Lỡ hỏi cô sư cô đi với ai vậy? Dám hỏi. Chị Tiên. Con đã làm xong công việc cho con rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép đi ra. Nam mô A Di Đà Phật. Cho cô biết cái mộ của cô Thanh Trung Huệ ở đâu không? Dạ. Sau lưng cô. Sau lưng ở chỗ nào? Chị cô đi tới. Cô đi qua hết đây về phải. Sư cô ơi, sau khi sư cô dạ làm phép cho như là làm phép ở mộ của cậu Nam Vũ Linh á thì sư cô có thể giải thích cho tụi con biết là sư cô làm như vậy là làm như thế nào không? Cô muốn cho ông Võ Văn Quang là được sáng tái sanh về đàng lành. Không có giữ xác để làm gì. Ông sớm đi tái sanh về đường lành, không ở đây giữ xác để làm. Có hiểu không? Nãy giờ thì tụi con cũng chưa biết là cô ở chùa nào hả cô? Cô đến từ Nhân Duyên Bắc Nhã. Nhân Duyên Bắc Nhã, dạ. Bỏ lại. Nhân Duyên Bắc Nhã là sao? Bỏ lại luôn nha cả nhà. Nên bây giờ cái chỗ cô Thanh Dương Huệ nằm đâu? Dạ, cô đến này Huệ Cái đây rồi. Cô đến từ Nhân Duyên Bắc Nhã. Wow. Quá lạ dùng một sự việc rất là lạ lùng. Vậy thì hỏi sư cô ăn đâu, ở đâu? Nhân Duyên Bát Nhã là cô ai đi đường nào cũng được, đi vô đô vô đường chính. Dạ. Bữa nay là sư cô làm phép gì đó sư con? Bữa nay sư cô làm phép gì đó? Cô có Nhân Duyên Bát Nhã, cô đến để giúp người và họ người, cô chưa bao giờ hại người. Dạ. A Di Đà Phật. Cô ơi, cô đến với ai cô? Cô đi hôm nay một cô đi với một mình cô. Cô đi bằng phương tiện gì cô? Làm việc một mình. Cô đi bằng phương tiện gì cô? Cô đi xe. Xe máy hả cô? Vâng. Dạ. Mình đi chỗ nào? Dạ, cái đường chính nào đi vô? Dạ, chiếc xe này Nguyễn Cái nè cô. Đây hả? À, Di Đà Phật. Ở đó, trong đây có dạ. Có ai gia đình của cô Thanh Trung Huệ không? Dạ không. Bây giờ sư cô vào làm đẹp luôn phải không? Cô vào mộ Thanh Trung Huệ để thắp hương hay là để là để thăm viếng hả cô? Ừ, cô và người đó cũng quen nhau. Dạ. Giữ tiền sư cô vào làm phép cho nghệ sĩ luôn đấy cô. Sư cô. Vậy rồi tối về cô ở chùa nào cô? Cô ở Nhân Viên Bát Nhã. Nhân Viên Bát Nhã là ở đâu cô? Cô nói Nhân Viên Bát Nhã con không hiểu à cô ạ? Nhân Viên Bát Nhã là cô con nhà Phật. Con nhà Phật. Con có 10 phương chư Phật Bồ Tát. Thì tối ý là con tối thì cô ở đâu? Ở đâu nào cô Thanh Trung Huệ? Đây là cô. A Di Đà Phật chào cô. Thôi để cô đi đứng gần. Dạ. A Di Đà Phật đứng gần cô Thanh Trung Huệ. Cô đi tái sanh đi nha. Cô tới đây cô đã đáp với cô rồi. Nhưng mà cô tới đây là thôi. Và cô đi tái sanh đi. Nhân viên của cô đã gặp cô. Và nhất định cô phải buông bỏ tất cả tái sanh. A Di Đà tiểu tăng đã tới đây rồi. Chị mô A Di Đà Phật nhất định cô đi tái sanh kia được lần. Có nhân viên với nhân viên Bát Nhã. Cô có nhân viên với nhân viên Bát Nhã. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi rồi, để cô đi ra. Đúng rồi. À. Cô Huệ mất năm 21, cách đây mấy năm rồi, là có lẽ là cô Huệ tái sanh rồi phải không cô? Để cho cô đi ra. Dạ. Dạ. Đường nào đi ra kiểu dạ, đi thẳng ra đây cô. Bây giờ nghe cô nói là cô tốt hơn này. Dạ. Quay điều khiển. Dạ. Không thể quay điều khiển. Dạ. Có hiểu chưa? Dạ. Quay lợi cho mình, lợi về cái gì, mục đích gì? Nhân cách đạo đức là đứng đầu, có nghe chưa? Dạ. Rồi rồi, có duyên với cô. Dạ. À, rồi cô ra rồi, cô chú anh chị ơi. Thật sự là buổi trưa đây thật là khó hiểu quá. Khó hiểu quá. Đi qua hỏi anh Sử coi, nãy giờ chưa hỏi anh Sử. Đi qua hỏi anh Sử. Anh Sử ơi. Anh Sử, chào anh Sử. Hồi nãy anh Sử có hỏi gì được cô anh Sử? Hỏi bám cho trả lời bám, không đối đáp thì mình chỉ nói thẳng luôn chứ không bà không có đối đáp. Mình người tu gì kỳ vậy, người tu hỏi phải từ từ mới nói, từ từ bà nói dành nói không à. Dạ. Tu có gì kỳ vậy? Rồi bà cô đó có nói gì với chị Hồng Loan á? Chị hỏi thì hỏi xin niệm Phật lái tính là sư cô trong chùa thôi cái gì không? Vậy bà làm gì là mình đỡ không kịp luôn. Dạ. Rồi cô từ chối nói chuyện với anh hả? Mình nói chuyện hỏi bà để bà nói cho nó mấy người tu gì kỳ vậy? Dạ. Nói cho nghe tao mới nói lại cho nghe chứ. Dạ. Ôi, thật sự mà nói chuối. Người nghe mà cổ nói nói chung lại mình cũng hơi sốt thôi mà cũng không nghĩ bà làm cái chuyện xảy ra nhanh quá, mình không có cản thì làm kịp thôi chứ bà không có lũ vô lần thứ hai rồi nữa. Gia đình đang xào xáo rồi mà gặp sư cô làm những điều kỳ lạ này làm cho gia đình rất là lo lắng. Ta mới nằm xuống rồi nói là làm gì là đặng giữ xác không không cho hồn đây là đặng đi đầu thai. Ủa bà là được cái làm được cái gì trong đâu chùa nào mà bà hỏi chùa thì bà không có trong chùa nào hết. Đó là đây là quá nghĩ tình quá đó thiệt luôn á. Người lớn tuổi với lại người vậy nhưng mà ba biết ba có tu không? Dạ. Không lẽ tất cả ai gạo đầu vô làm bậy cũng được cái gì? Dạ. Chưa điều tra nhân thân của sư cô này. Hỏi ba nói ba không có tu chùa nào, ba vòng vòng trên thế gian này được hết. Ủa ba là gì, ba Phật cái gì? Rồi bây giờ anh Sử rất là tức. Lo một phần thôi nhưng mà tức một phần rồi ba không đủ cái gì mà để bên đây mà vọng vô đầu ngã anh cái này trên thế gian cũng không có người thứ hai nữa. Dạ, lần đầu tiên thấy luôn á. Mà cấp nãy thấy là bốn góc luôn. Ừ. Mới đầu tới ba chống gậy không hả? Ừ. Ba đi yếu. Bây giờ tới ba gõ ba đó làm luôn. Bất ngờ luôn á. Mới bất ngờ quá mình không có đỡ kịp. Thủ đoạn mà cái kia nó làm rất là nhanh, biết không? Nó không có sự tính toán của ta sẵn rồi. Không biết có phải có rồi đó. Một vấn đề tâm linh là gì anh nghĩ chắc không nổi với anh Năm đâu. Dạ. Cậu Năm phước lớn mạng lớn. Cổ lên xe hả chị? Xe đi xe gì vậy? Xe hơi hả? À, đi xe hơi. Dạ đi có có người ở ngoài đó bao đông không? Không mình dở thiệt. Nãy ý là đi đông không? Bả nước thiệt. Tính nghĩ là hỏi cái lon rồi thôi chứ đâu có nghĩ là như cô, gì lại hàng ngày. Cô đi đông không chị? Trong đó có mấy chiếc tiểu với tài xế à? Mấy đứa nhỏ, tài xế đang bức xúc đang lo là không biết sợ có điều gì không tại cái đó là lừa dân lừa đảo chứ tu hành chứ nó tu hành tu người tu phải nói chuyện từ từ rồi phải cho ta nói bả ngồi nói không à rồi mình hỏi là kia sao cô làm gì cũng không giải thích được rồi hỏi tu chùa nào cũng không có luôn bả trên thế trần gian bả đi làm đó là bả đi gì đó bả làm gì đó bả có quyền cô nói cô là nhân viên quyền cái gì quyền kỳ cục gì rồi nãy anh nói tôi mới nói luôn là cô trên đại lại gì mà cô Phật cái gì cô có làm được gì mà tất cả ai cũng làm được gì cô sao rồi sao trên thế gian này sao. Rồi trong khi anh mới có mất 40 mấy trăm ngày đó mà cô làm gì mà phải đem cái hồn đi để xác lại. Thì vừa rồi có một cái chuyện thật sự rất là nổi da gà luôn cả nhà. Quá cho thì thế nào nói được. Đi phút biết mà. Biết bà này mà. Hồi xưa bà đến anh bà biết là tới thôi. Nghĩa là khách tới thì phải là bà đi tới những cái thị phi này. Đi tùm lum tùm la vậy. Là không phải tu. Tu là không nổi rồi còn đi gì nữa. Rồi là mình thấy cơm ăn ngày đó mình tới chứ không ai mà đi trụ trì nào mà đi chẳng khác nào giờ đi kiếm cơm ăn không à, anh nào đi là anh đó là không đúng rồi đó đúng mà, thì tu là coi như là mà phải như ví dụ cổ tu đàng hoàng thì mình hỏi là tu ở chùa nào thì nói đằng này không nói luôn tại gia thì nói nhà Lon đâu còn kêu Lon ra nói chuyện vô Lon vẫn tôn trọng cho bà nói chuyện riêng riêng mà nói chuyện tào lao gì đâu hơn Lon nó đi ông xử được tiễn mà đi đúng rồi bà tỏ ra là mặc áo cà sa áo lam lên là bà bị quyết phải dạng cho những người mình đúng rồi chính xác
xã hội này giờ là vậy. Nhưng mà em Thu Thủy nó cản không kịp, nó vô có làm ồ ào á, đâu ai biết. Sợ bắt trình được bả, tại vì bắt trình bả mới không có cớ. Đúng rồi, chính thôi. Mình làm ra mình trẻ mà. Vậy là chị có quay bả hoài phải không? Bả không có quậy mà mới nói tào lao. À. Quay bả đây nè, mấy trăm ngàn tiêu không á. Bả để không người ta, bả cứ để đánh mấy đứa hàng canh này. Bả cũng làm phần, bả cũng bị hành canh một phần đấy nha. Nè, có con quỷ nữa nữa, nhỏ nữa nè, đưa hai đứa bả luôn. Bả để mà đánh lấy cây và quạch. Bả cầm cái cây và cái quạch. Bả chị tà cho nó đó. Chẳng có chị tà gì đó. Chẳng có hai cây mà chị tà. Ghê thiệt chứ. Vậy là cái vấn đề này là vấn đề tâm linh bậy bạ rồi. Cả nhà có cái chị gái đó là đã từng tiếp xúc với cô này, là cổ nói chuyện không có đúng, tu tại gia mà không có nói gì hết trơn, nói chung là không trung thực rồi. Thật sự mà nói là cái này cần phải em nghĩ là cần phải xem lại nha cả nhà. Thôi em xin chào tạm biệt cô chú anh chị ha.